Đóng hay là mở cửa một căn nhà chỉ bằng một thao tác qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các tích hợp này đã giúp tạo nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trăn trở nhất là độ an toàn, tính bảo mật và cả giá thành của sản phẩm nữa. Với các gia đình đông thành viên hay là những người bận rộn thì việc tích hợp khóa để điều khiển từ xa qua các ứng dụng và điện thoại thông minh là khá cần thiết. Các ứng dụng này đã được phát triển bởi startup Vũ Trụ Xanh vào dòng khóa PSG Lock. Không chỉ là ứng dụng mã số, vân tay, thẻ từ, những ứng dụng từ nhận dạng khuôn mặt tích hợp camera quan sát tự động đóng mở qua các việc điều khiển từ xa hoặc là thông qua ứng dụng trên điện thoại đã được giới thiệu tại triển lãm quốc tế về kỹ thuật thiết bị an toàn bảo vệ phòng cháy chữa cháy, thiết bị an toàn và tòa nhà thông minh.